Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Đoàn Thường trực Hội đồng Trị sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trở về chùa Thạch Long, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, viếng tang cố Hòa thượng Thích Giác Minh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban Trị sự tỉnh. Đoàn do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đoàn. Tháp tùng đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn đã trở về nơi giác linh đường thắp nén hương thành kính, dâng hương tưởng niệm trước giác linh cố Hòa thượng. Thượng cầu giác linh Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến. Tại đây, Hòa thượng Thích Huệ Trí đã có đôi lời tưởng niệm lại những công đức đạo hạnh, cống hiến đóng góp để phát triển cho giáo hội nói chung và cho Phật giáo tỉnh nhà nói riêng của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh. Thay mặt ban tổ chức, Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gửi lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự Văn phòng 2 Trung ương đã trở về viếng tang cố Hòa thượng Tân Viên Tịch. Diều giặc bốn phương ngàn nhạc tuổi, kết thành ánh ngọc ngát thiên hương. Ngài đi vào cõi chơn thường, pháp thân hiển hiện mười phương chan hòa. Tùy duyên hóa độ hằng xa, vườn hoa Phật quốc nở hoa bốn mùa. Đôi dòng cảm tưởng và lưu niệm của Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Văn phòng 2 Trung ương đã được lưu bút tại nơi bàn sổ tang.